Còn hôm nay là các em sẽ hôm nay các em luyện tập tự do nhé. Hôm nay mình sẽ luyện tập thoải mái thôi. Mình sẽ luyện tập cái phần từ vựng và viết thoải mái theo ý tưởng của mình. Hôm nay sẽ không có câu cố định ha, hôm nay sẽ không có câu gợi ý luôn. Mà sẽ cho các em mà không có câu gợi ý sẵn ha, mà chủ yếu thầy sẽ gợi cái tư duy và cách dùng từ và ngữ pháp cho các em làm ha. Cho các em làm. Cho nên hôm nay các em có thể ghi bất kỳ ý tưởng nào của mình cũng được. Trọng tâm là cái phần từ vựng mình cần biết ha. Rồi. Hôm nay mình sẽ qua cái phần môi trường, bài môi trường cũng là bài dễ mà bữa giờ bài thi nó chưa đụng tới lại. Hôm nay mình quay lại môi trường ha. Đây là cái sách. À, cái sách này bắt đầu thầy sẽ khai thác ở trong cái sách từ vựng này. Bao gồm sách này với lại sách của Cambridge, từ vựng học thuật nhé. Đây là sách của từ vựng, đây là sách riêng của phần từ vựng mà thuộc trình độ 7 điểm trở lên. Và thêm cái sách của Cambridge nữa. Sao? Bắt đầu từ cái đợt này thầy sẽ up lại cái phần từ vựng nha. Bây giờ thầy sẽ up cái phần từ vựng trước luôn. Từ vựng trước rồi thầy mới cập nhật những cái câu ví dụ sau ha. Để cho các bạn được học cái từ vựng sớm luôn. Tại vì thật ra nắm từ vựng trước nó vẫn hay hơn. Rồi sau đó thầy sẽ có gửi những cái ví dụ thêm và thậm chí các em có thể tự làm thêm ha. Tại vì quan trọng đó là trọng tâm thầy sẽ cho nhiều từ vựng vô. Cho các em học ha. Rồi hôm nay mình sẽ qua cái phần môi trường, chủ đề rất là đơn giản. Rồi thầy sẽ khai thác những cái từ vựng in đậm ha và bắt đầu các em áp dụng thử. Học về từ vựng về mức độ nâng cấp luôn nha các em. Rồi. Về vấn đề môi trường thì sẽ mình tập trung về nguyên nhân, ảnh hưởng và giải pháp. Thường vấn đề môi trường hay là xoay quanh cái vấn đề này nhiều, cho nên mình cũng sẽ chút nữa viết câu các em sẽ khai thác từ cái ý tưởng này ha, khai thác từ ý tưởng này. Giải pháp cho các thách thức về môi trường sử dụng từ IELTS cao cấp ha. Rồi đầu tiên là global warming. Vấn đề môi trường đó là global warming. Nó có ví dụ sẵn cho mình ha. Những lãnh đạo trên thế giới đã thực hiện cái chính sách thúc đẩy công việc về các vấn đề nóng lên toàn cầu. Nóng lên toàn cầu cũng có thể thay đổi lượng mưa rồi tuyết ha. Cái cấu trúc tầng băng tuyết và tăng cái hạn hán và các cơn bão. Rồi từ từ ha. Thì thật ra cái này là nó hướng dẫn rồi. Bây giờ mình sẽ chủ yếu là dùng những cái từ vựng để mình áp dụng. Các bạn đợi thêm chút nha. Vừa. Bạn đợi
Rồi cái từ vựng đầu tiên mình sẽ có đó là environmental. Environmental challenges. Thách thức về môi trường, vấn đề về môi trường. Rồi bây giờ thầy sẽ gợi ý nè. Cái này mỗi cái em viết một hai câu là đều được rồi. Thầy gửi ha, nó đưa ra cái cụm từ đó là các vấn đề hay là các thách thức về môi trường. Hay là vấn đề về môi trường luôn. Là nó luôn ha. Bây giờ thầy gửi cho các em sử dụng cái cụm cái từ này. Từ này đang nói là các vấn đề về môi trường, các thách thức về môi trường, nghĩa là câu này thường sẽ áp dụng cho câu nói về các nguyên nhân hay là các vấn đề đang xảy ra. Các vấn đề đang xảy ra. Bây giờ tư duy thử cho thầy nè. Các vấn đề về môi trường. Để thầy suy nghĩ, thầy sẽ đưa ra một câu dễ cho các em viết thử nè. Rồi, ở đây mình có thể áp dụng một câu chủ động hoặc bị động cũng được. Nếu mà một câu chủ động, nếu một câu chủ động bắt đầu bằng đối tượng người đi. Mình có thể nói là chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề môi trường như là vấn đề gì đó. Cái cụm từ này thường xài trong bài môi trường mà để nói về để dẫn đề á, trước khi mình vô phân tích từng mặt vấn đề mà môi trường đang gặp phải. Cái này nó đồng nghĩa với chữ environmental issue luôn ha. Environment. Rồi em muốn xài từ nào cũng được, nhưng mà nếu mà được thì cái chữ issue thì mình xài nhiều rồi. Xài chỗ này thầy từ này ha. Thì cái này là thực ra nó thuộc về phạm vi là câu dẫn đề trước khi mình nói ra các vấn đề về môi trường. Thầy gửi nè, mình có thể sử dụng câu chủ động. Vấn đề chủ động ở đây là có thể đối tượng người hoặc là vấn đề người hoặc là cuộc sống của con người. Rồi, thì mình có thể nói như thế nào? Chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề về môi trường như là vấn đề gì đó trong nhiều năm, hoặc là cuộc sống của chúng ta đang bị ảnh hưởng bị động ha, đang bị ảnh hưởng bởi vấn đề môi trường, ví dụ vấn đề gì đó trong vòng bao nhiêu năm. Rồi các em ghi thử cái câu đó cho thầy đi. Cái hồi nãy thầy có gửi là những vấn đề gì gì đó, em có thể tự ghi ra thêm ha. Rồi thử ghi cho thầy một câu đó trước đi, để mình sẽ dẫn vô từng cái vấn đề, ví dụ như global warming hay là storms. Bắt đầu mình sẽ phân tích vô những cái tác hại hay là nguyên nhân của nó. Tại vì vấn đề về môi trường thì nó sẽ nghiêng về vấn đề, ảnh hưởng và giải pháp. Mình sẽ đi từng cái ha. Rồi thầy nhắc lại từ này đang thuộc phạm vi là câu dẫn đề trước. Nó thuộc phạm vi câu dẫn đề trước để nói tiếp vô từng ảnh hưởng của môi trường cụ thể như thế nào. Rồi các bạn ghi thử đi. Còn ba các bạn có câu khác cứ đặt thử câu khác đi ha. Đó là nãy thầy mới gửi thôi. Một câu chủ động ha. Chúng ta hoặc là cuộc sống của chúng ta đang đối mặt với vấn đề môi trường như là vấn đề gì đó trong một khoảng thời gian lâu dài hoặc là nhiều năm. Nếu mà đã và đang, ngữ pháp là gì các em? Có thể xài đó là hiện tại hoàn thành hoặc là tiếp diễn. Còn bị động nè, chúng ta hoặc là cuộc sống chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi đó các vấn đề về môi trường như là vấn đề gì trong bao lâu. Rồi ghi thử đi các em. Đợi chút nữa, chính những câu này mình sẽ xuống mình tiếp nói từng mặt vấn đề cụ thể. Hôm nay viết đơn giản thôi, chủ yếu thầy gửi thêm cho các em hình dung rồi
Còn các bạn có cái câu khác cũng ghi thử luôn ha, mình chưa, cái này không phải viết đều hoàn chỉnh cho nên thoải mái thôi. À còn cái nữa, các em dẫn đề mình cũng áp dụng được những câu như là khi nói về một cái vấn đề gì đó, các em có thể sử dụng những cụm từ như là có, there đó, có hoặc đã và đang có cũng được. Các vấn đề môi trường mà chúng ta hay cuộc sống chúng ta đang đối mặt hoặc là bị tác động trong khoảng thời gian bao lâu, ghi thử đi các em. Chú ý là đặt câu với cái phần environmental challenges hoặc là easier. Ở viết tự do thôi. Hôm nay là không có gợi ý trước nha. Thầy sẽ chủ yếu là gợi một chút thôi và để cho các em ghi theo cái ý của mình. Life, nếu mà em ghi về việc số nhiều như life kia kìa. Ghép thêm cái từ vựng đang nói vô em, có nghĩa là đặt câu nhưng mà nhớ phải gắn cái chữ này vô. Thiếu rồi bé Thi. Đang bị ảnh hưởng bởi các vấn đề môi trường trước đã đi, các thách thức về môi trường, các vấn đề môi trường, rồi sau đây mới liệt kê như là cái này à, trong một khoảng thời gian dài. Nếu mà khoảng thời gian dài em có thể xài hoàn thành. Rồi tốt, bấy nhiêu biết tốt. Ok ha. Đơn giản thôi, hôm nay không có nhức óc. Là viết tự do thôi nha. Ok, tốt. Rồi, tiếp theo ha. Các bạn nào ghi cứ ghi đi. Hôm nay không nhiều cho nên là thầy cũng dễ sửa. Rồi, global warming.
Rồi cái từ vựng tiếp theo ha. Melting glaciers. Bằng bằng chạy đó. Cái từ này ít các bạn xài ha. Đây là một danh từ. Các tảng băng đang tan chảy. Bây giờ tảng băng đang tan chảy nó là một cái hậu quả của cái gì? Thầy gửi thử ha. Nó là một hậu quả của cái gì? Đây là cái băng đang chảy, nó là một cái kết quả rồi, một cái hậu quả rồi. Thì ở đây cũng như vậy, các bạn sẽ cho thầy một cái câu chủ động hoặc bị động có sử dụng cái từ này. Chủ động hoặc bị động ha, có sử dụng cái từ này. Không, nói chung câu nào cũng được, tùy các em chủ động, bị động hoặc là cái câu có gì đó mà ghép thêm mệnh đề quan hệ vô cho thầy. Cho các bạn suy nghĩ thử coi. Thầy ví dụ một câu trước nè. Có nhiều tác hại, hay là có nhiều, các em có thể xài lại từ cũ cũng được. Có nhiều vấn đề môi trường xảy ra bởi do đời sống con người. Có nhiều vấn đề xảy ra. Thầy có thể bắt đầu bằng câu là có ha. Câu chủ động đi cho dễ làm xíu. Các hoạt động sống của con người như là làm cái gì đó dẫn đến như là làm cái gì đó dẫn đến các vấn đề về môi trường như là rồi như là cái này. Biết thử đi các em. Cái này là kết quả nha, mình có thể ghép chung với chữ này luôn. Các hoạt động tất nhiên là nó là hậu quả thì nó phải bắt nguồn từ một nguyên nhân. Và các em có thể sử dụng một câu chủ động để viết về cái nguyên nhân đó. Thầy gửi là các hoạt động sống của con người như là hoạt động làm gì? Nó dẫn tới nhiều vấn đề môi trường như là cái này. Hoặc là các bạn muốn xài lại cái này cũng được. Các vấn đề về môi trường như là cái này là hậu quả của các hoạt động sống của con người. Hoặc là bị gây ra bởi hoạt động sống của con người như là hoạt động gì, như là hoạt động gì mỗi ngày của mình đó, sử dụng phương tiện gì đó. Được gây ra bởi cái gì ha? Được gây ra bởi chính xác nhất là được gây ra bởi nguyên cái yếu tố gì, mà yếu tố đó là từ hoạt động sống con người mới chính xác. Thầy đọc lộn ha. Rồi thầy gửi lại nè, các bạn ghi thử. Hoạt động sống của con người đã tạo ra cái gì? Những hoạt động nào của con người? Ví dụ như sử dụng phương tiện gì đó đã tạo ra cái gì? Và cái đó dẫn tới các vấn đề môi trường như là cái này. Hoặc các bạn viết ngược lại là các vấn đề môi trường như là cái này. Là được bị gây ra bởi một cái hậu quả hay một cái yếu tố. Mà yếu tố đó là từ hoạt động sống của con người. Ghi thử đi các em. Cứ ghi đi ha. Thầy sửa luôn. Thầy sửa từ từ. Yến nhớ chú ý chỗ này ha. Nhớ là chỗ này. Ở tại trên em xài động từ chính rồi, has been discharging cái này rồi đúng không? Cho nên vị trí này nó giống như object này, nó là object, nó là cụm danh từ rồi đó. Vì vậy chỗ này bé Yến phải ghi mệnh đề quan hệ ha. Nghĩa là chemical waste into the atmosphere which causes many environmental challenges. Chú ý nha. Standing on the verge of zero.
Rồi, ok, đúng rồi đó. Nếu ô nhiễm thì em nên nói rõ xíu là ô nhiễm không khí nha, tại vì ở trên cái chữ mà environmental pollution hơi chung chung, tại vì mình có nói là environmental challenges rồi, là vấn đề về môi trường rồi. Thầy đang chỉ ở đây là vừa dùng câu mà vừa tư duy ngữ pháp luôn đó các em. Cứ ghi đi ha. Nhớ miễn có mệnh đồ quan hệ mấy cái cũng được. Rồi thêm một câu nữa đi ha, các bạn có biết thêm một cái nữa nè. Một cái cộng với một ngữ pháp nữa nha. Chữ này rất là hay nghe các em. Deforestation. Phá rừng. Dân số tăng, nạn phá rừng và những cái water farming. À rồi những cái hoạt động làm rừng.
đã tạo ra lượng khí thải ha, greenhouse gas, ở trong môi trường không khí và dẫn tới global warming. Mấy cái này hay đó. Nhưng bây giờ thầy sẽ có một cái câu như sau. Rồi ở đây thì mình sẽ sử dụng một câu if ha. If là một được rồi. Bây giờ bắt đầu xài câu if có ghép cái chữ deforestation vô. Cũng như vậy, nếu điều gì xảy ra thì hậu quả là gì? Nếu điều gì xảy ra thì hậu quả là gì? Cái chữ deforestation nó mang một cái nghĩa là phá rừng. Gửi nè, nếu hoạt động nào liên quan tới phá rừng vẫn tiếp tục thì hậu quả đối với môi trường sống của các loài động vật và con người như thế nào? Thử đi các. Nếu hoạt động nào liên quan tới nạn phá rừng vẫn tiếp tục xảy ra ha, thì em có thể ghép thêm là xảy ra trong khoảng thời gian bao nhiêu năm mình chế cũng được, hoặc là nhiều năm nữa, thì đời sống con người và động vật sẽ ra sao, hoặc là môi trường sống của con người và động vật sẽ như thế nào. Thì ví dụ như là nếu hoạt động phá rừng để cung cấp gỗ cho hoạt động sản xuất, nó cung cấp gỗ cho nhiều hoạt động sản xuất, để cung cấp gỗ cho các hoạt động sản xuất vẫn được tiếp tục thì lượng khí greenhouse gas á, mình xài lại cái ý tưởng nãy đó, nó tăng trong bầu không khí ha, và sức khỏe con người bị ảnh hưởng và môi trường sống của động vật bị biến mất. Đó, thử đi, các em muốn làm ý nào cũng được, mình sẽ nâng từ từ lên thôi. Nếu hoạt động gì liên quan tới nạn phá rừng xảy ra, thử còn lũ lụt nữa đó. Có lũ lụt nữa đó nghe, nhớ nhớ cái vụ lũ lụt đúng không? Ừ, liên quan tới đời sống con người đó. Rồi ghi thử đi các, cứ ghi đi nhé, thầy sửa bài. Create thiếu a bé thì ghi thiếu a nè. Rồi, ok. Hay đó. Thường đây thường, thường gợi ý là các em tự được làm được nhiều lắm. À, bé Yến, Bảo Yến thì chú ý nè. Cái này không gọi là các hoạt động là khám phá năng lượng mà khám phá nguồn tài nguyên thiên nhiên á, nó sẽ chính xác hơn. Em ghi energy thì nó không có rõ ràng, với energy nhiều đâu có đếm được đâu. À, cái nguồn năng lượng đếm được, nhưng mà nên chính xác là tìm kiếm nguồn năng lượng ha, như là dầu mỏ này nọ đó, gây ra vấn đề môi trường nè. Không gọi là create, tạo ra hiện tượng, dẫn đến hiện tượng, không gọi là hiện. Rồi. Rồi tốt, mấy gì biết hoàn chỉnh này.
Bên ngân ghi lộn này. Ông gọi là alert emission nha. Released. Vận tải thì nó sẽ thải ra, em cái này em nên nói rõ là thải ra khí thải, exhaust foams, biết cái đó đúng không? Tạo ra khí thải gây ra climate change, melting charts. Trời, ok. Danger is fast of global warming. Rồi, đúng rồi. Sao không được, em viết thoải mái mà. Bình thường, mình đang tập dùng từ vựng thôi. Because of which are using driving dolly. Hoàng Yến nhớ chú ý này ha. Nếu mà em phải em kia là dẫn đến đó, thì sẽ là leading to chứ không phải lead to. Rút gọn bằng đồ quan hệ đó, phải mà. Còn nếu em xài lead to phải là which leads to. Bird. Lead to cũng là danh từ nha. Sau lead to sẽ là danh từ thì sẽ là the rise hoặc là a rise in earth temperature. Nhớ nha, này xài chính tả nè. The primary, khó ghi này chứ. Primary là chính yếu hả? Nhưng mà ghi gì đó thừa rồi. Mình chỉ đơn giản là dẫn đến tăng nhiệt độ trái đất. Và thật ra cái vấn đề tan băng là do nhiệt độ trái đất tăng đó em. Cho nên cái này nếu em ghi sẽ là dẫn đến nhiệt độ trái đất tăng. Và sau đó, nó mới chính xác nha. Và, hoặc là và kết quả là as a result. Và kết quả là ha, hoặc là and just. Rồi, này, vụ này xảy ra. Human activity. Các hoạt bé Khánh Linh chú ý nè. Các hoạt động con người như là sử dụng thiết bị trong thời gian dài đúng không? Thì cái này giống như đang là chủ từ rồi, cụm danh từ đúng không? Hoạt động con người như là cái gì đó. Hoạt động con người như là cái gì đó. Thì hoạt động này thải ra chứ sao gọi là put out. Thải ra ha, produced hoặc là generate hoặc là release. Động từ thường nha, cái này làm chỗ này phải biết động từ thường. Bring a gases. Thầy chưa thấy. Ok. Nhưng mà they're releasing a lot of greenhouse gases are major reasons. Rồi rồi, ok, đúng rồi. Nhưng mà chỗ này em chỉnh là không có gọi là putting out đó. Releasing, producing, generating. Rồi bé thì chú ý nè, cái này such as cutting tree ha. Cutting tree, down tree. Cutting tree được rồi. Tại vì sao such as nó sẽ là verb in hoặc danh từ. To collaborate what's happening here. Hoặc là wood production. Cung cấp gỗ. Happening, okay. Flood. Các trận lụt sẽ xảy ra và will, huh? Will also be affected. Rồi. Đúng rồi, chữ này bữa thầy có chỉ nè. Power zero trust. Bên gì cô bài nhớ chữ này. Có nghĩa là ảnh hưởng á. Cũng đơn giản là ảnh hưởng thôi. Còn là how it talks and some precedent. Con này có riêng đúng không nhỉ? Vậy thì nó phải end nha. Tại em ghi vấn đề tiếp theo mà. Precedent. Cái này thì đừng ghi là động vật quý. Cái này quý này là quý giống như trang sức rồi. Động vật quý hiếm của mình đó có nghĩa là rare animals. Quý là quý hiếm. Hoặc là in danger mới chính xác nha. Bên gì? Endangered animal can không gọi là can be disappear. Disappear vẫn là chủ động ha. Nó biến mất thôi. Can disappear. The more deforestation activity happen.
Bear win ghi dư nè Quyên ơi. Ở đây happen rồi còn dưới taking place nè em. Hai chữ này đồng nghĩa mà. Ý em nói là hoạt động nạn phá rừng xảy ra để cung cấp hả? Dư rồi nè em. Em chỉ cần nói là các hoạt động tàn phá rừng để thôi ha, đừng ghi happen. Để cung cấp gỗ cho sản xuất tiếp tục tăng hay tiếp tục xảy ra ha. For a long time thì the more consequences of that food. Rồi, ok. Hiểu ha? Ghi này ghi dư rồi nè. Deforestation activity to reward for just. Rồi, bên ngân ghi đúng rồi. Tiếp tục ha các em. Nãy global warming nhiều quá. Glacier. Có một từ mới mình để nhớ là glacier ha. Một trong những cái hậu quả của deforestation đó là mất đi biodiversity, sự đa dạng về sinh vật học. Cũng hay chứ. Rồi bây giờ đến cái phần từ vựng mà mình sẽ ghép nhiều từ vô ha. Nó có câu này khá là hay nè. Nhiều loài vật trong một khu rừng, trong một hệ sinh thái khu rừng đặc trưng nơi sống ha, khi nơi sống của chúng bị mất phụ thuộc vào nơi sống đó thì nó có thể dẫn đến tuyệt chủng. Rồi các bạn sẽ xài cho thầy những từ này. Rồi ba cái từ khá là hay. Nơi sống hệ sinh thái đó. Nơi sống nè. Rồi từ tuyệt chủng. Đi chung với những liên từ là because of và as a result. Tạm được không? Gợi ý ha. Em viết câu chủ động bị động câu gì cũng được miễn có sử dụng như vậy. Chủ động bị động cái gì cũng được nha. Hệ sinh thái hệ sinh thái là nhiều nơi sống ha. Hệ sinh thái có thể bị mất bởi vì nơi sống của nhiều động vật bị tàn phá và dẫn đến chủng đó, thầy đang gợi ý đó. Hệ sinh thái là nơi hệ sinh thái là nơi sống tập hợp nhiều động vật đó okay. Hệ sinh thái động vật thực vật này nọ mà nói chung. Cái này em có thể tính với biển cũng được, rừng cũng được, nếu mà rừng thì thêm forest đằng trước ha. Thầy gửi đó là em viết một câu nói về hệ sinh thái bị như thế nào bởi do môi trường sống của động vật bị cái gì, có thể là ghép thêm là do con người hay gì đó, từ đó liên quan đến việc này. Rồi ghi cho thầy đi ha. Giờ mình có thể ví dụ sinh thái biển, san hô,
nơi sống có nhiều loài cá đó, rồi có thể là tuyệt chủng với con cá với con cá hề đó. À, cá mập luôn cũng có. Đợi gì thử đây kia. Rồi, ok. À, bé Linh ơi, này giết em giết ngược rồi. Ở đây em nói là con người tiếp tục sử dụng tài nguyên thiên nhiên như là gỗ để sản xuất đúng không? Bởi do nạn phá rừng. Như này em đọc nó hơi bị ngược đúng không? Cái này mình phải nói là con người vẫn tiếp tục phá rừng hay là thực hiện các hoạt động phá rừng để lấy tài nguyên thiên nhiên như là gỗ này. À, cái này em biết ngược rồi. À, điều này sẽ dẫn đến lũ lụt rồng và đó viết ngược trên à, bên Linh này. Linh đinh đinh linh take out ok hay nè bé Yến biết này luôn tính là Yến sáng 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 dạ chứ biết quyến biết chỉnh câu hay á rồi thôi tham gia hoạt động rồi okay. Yến cũng khá gì đâu có đâu yếu đâu Yến Yến như như Yến trước ngại ngùng nhát nhát chứ giờ học giờ lanh linh động
coi như là im im chứ giác lưu chạy luôn ghê đấy. Còn ban đầu bé Yến Như còn nhát nhát là học lớp tối này. Kêu làm bài không thấy làm bài mà. Im im thấy mấy bạn làm giờ làm quá trời làm. Sửa không kịp luôn. Thường thì khi mà mình đã bắt đầu mình hiểu bài mình là nó sẽ dễ tiến bộ rồi bắt đầu có động lực là làm ghê lắm, học dữ lắm. Cái môn này nó vậy đó, có động lực là học ghê lắm. Làm hoài luôn. Tốt mà, thì mình thầy mới nói là mấy cái này nó thực ra nó có đoạn 7. Các em chịu có xíu là dễ, nó dẫn dễ lên nha. Nó có cái đoạn 7 thì khi mà có đoạn 7 mình học nó dễ hơn. Nó không phải dồn bài, mình học từng bước á. Rồi nó kéo theo nó thành cái luồng cho mình tiến bộ nhanh. Lost Beatrice nha, Linh Đinh, Đinh Linh. Tại lớp Linh nhiều quá, Linh Đinh. My Beatrice, huh? The marine ecosystem is because of too much garbage. As a result of extinction. No, it's the attention. Become, become extinct, đúng rồi. Hoặc là nếu mà sử dụng extinction sẽ là đối mặt với sự diệt chủng. Over time it has been resulting. Distant. Này viết attention chứ viết lộn mà cái này thì em bé Yên chỉnh lại xíu nha, the more giống như là nguy cơ tuyệt chủng ngày càng nhiều mà chúng phải đối mặt sẽ chính xác hơn, the more risk of extinction they face, nó sẽ dễ hiểu hơn ha. Tại vì chúng mất nơi sống thì chúng dễ bị tuyệt chủng á. The more risk of extinction they might face, hay là they will luôn. Face system habit. À, bé gì rồi? Đừng ghi là where is nhé. Này nó là liên từ thôi. Vậy sẽ gọi là where. There is hoặc là there are habitats of various fish species. Rồi, have been destroyed because of water pollution. Ok. Có thể con attention nhé. Có gì ghép chung ba chữ luôn. The nature of it doesn't want them in the world. Has been decoy. Ok. Tốt. Như vậy đấy, thầy có lộn thầy không nhớ em tình Yến tình Như. Như Yến rồi, hầu như là các bạn đây cũng khá làm nhanh, tiếp tục ha, mình còn nhiều từ học nay viết tự do mà. Rồi câu tiếp theo, từ hay nè, đe dọa và gặp hoặc là gặp nguy hiểm ha, hai từ này gần với nhau. Nè nó có gửi mình khá là hay nè, endangered species, loài đang gặp nguy hiểm nè, là những con mà đang được xem như là nguy cơ bị tuyệt chủng nè, đó quá là hay luôn ha. Có hơn 1.300 loài tại Mỹ mà được liệt vô nguy cơ tuyệt chủng, nguy cơ tuyệt chủng hoặc là chủng ha. À quên, nãy nãy thầy quên dịch cái này cho các em có thể áp dụng ha. Ozone layer.
Rồi, xài đến cái cụm từ này hay nè các bạn. Ozone layer depletion. Thủng tầng ozone á. Ozone layer depletion, thủng tầng ozone. Rồi câu này thì viết tự do đấy các em. Thủng tầng ozone là một hậu quả. Vậy thì viết cho thầy nguyên nhân sau đó suy ra hậu quả. Thủng tầng ozone nguyên nhân là gì? Quá dễ rồi ha. Từ nhà máy, từ xe cộ liên quan đến hoạt động của con người. Ghi được các. Cái này thì ghi thoải mái. On cái ngân ha. There are many effects on ecosystem. Có nhiều ảnh hưởng lên cái hệ thống cái này bởi vì nhiều hoạt động. Cái chữ bởi vì này là thuộc phạm vi một câu, em đừng có chấm bởi vì ha. À, bởi vì nhiều hoạt động khai thác của con người. Human exploitation activity. Không thì em chỉ cần ghi gọn thôi. Exploration hoạt động khám phá activity. Rồi những con vật ha phải thay đổi nơi sống hoặc là bị mất nơi sống, kết quả là chúng không thể thích nghi và rồi cũng thiếu rồi nè. Chúng có thể cannot là dưới dính là ha thích nghi với tình huống và đối mặt với tuyệt chủng. Be at risk of attention. Yeah. Danger attention hay nè. Because of people illegal hunting. Rồi, chính xác. Diversity of the forest. Rồi, tốt.
Rồi, tốt. The risk. Nguy cơ, ok, mà nguy cơ gì nhé? Dùng như the risk of cái gì đó, nguy cơ gì đó cho con người trường nghe ý. Rồi, tốt. Okay. Yeah. Become a popular part of the world. Rồi.
industry gì ạ? The power plant industry rồi. Gọi là cause effect tu ha. On cũng được, nhưng mà thường là mình có cụm từ là cause an effect to cái gì đó. Rồi. Tính ra nãy giờ các em viết cũng nhiều chứ. Rồi, đi viết nhiều quá ha. Rồi viết cụm từ cuối cho thầy đi. Là xong rồi đó. Viết cho thầy. Thầy kiếm. Cho thầy giữa trong một câu sẽ có đi chung với biodiversity, sự đa dạng của sinh vật học, và endanger. Endanger thường sẽ đi chung với endangered species. À, lấy luôn cái từ này đi các em. Endanger species. Biodiversity, ha, sự đa dạng sinh vật học rồi. À, với cái từ là endangered species. Cho thử đi, cái này thì thầy sẽ không gửi các em biết thử ha. Big endangered species là liên quan tới, có thể liên quan tới hậu quả ha. Còn biodiversity là đa dạng sinh vật học. Nó cũng gần với giống ecosystem gì đó. Thì đa dạng sinh vật học như thế nào đó rồi dẫn đến các loài dễ bị nguy hiểm ha. Cho câu cuối đó các em.
Đúng rồi, nhưng mà bé Hoàng thì tiền em cái này không gọi là being lost to ha, loài nguy hiểm đang mất đối với hả, cái này thì phải gọi là đối mặt thôi mà, facing thôi, hoặc be at risk of trên thôi là chỗ này ha. Which... À, rồi bé Ngân. Sau cái list to mình xài là cụm danh từ. Cho nên này mình chỉnh lại thôi. Là ý là sự dẫn đến tuyệt chủng của loài hiểm đúng không? Vậy thì sẽ là the extinction of endangered, some endangered species. Mới chính xác nha. Which will lead to the extinction of some endangered species. À, bé Thi. Này, chỗ này thiếu rồi. Những tác động tiêu cực đối với môi trường dẫn đến mất cân bằng đúng không? Và chính nó cũng gây ra mất cân bằng rồi cũng dẫn đến, không ai gọi là dẫn đến những loài gặp nguy hiểm. Mà chính xác đó là dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng của những loài đang gặp nguy hiểm, chính xác nha. Lead to the risk. Lead những loài này đến nguy cơ tuyệt chủng. Lead endangered species to the risk of extinction. Mới chính xác nha. À, lên này. Không gọi là các loài gặp nguy hiểm ảnh hưởng lên biodiversity. Loài này sao gây ảnh hưởng lên em? Cái suy giảm về, phải gọi là hành vi của con người, nó có thể dẫn đến mất đi hoặc là suy giảm cái loài gặp nguy hiểm, hoặc là mất đi luôn ha. Rồi từ đó suy giảm về đa dạng sinh vật học. Nó mới chính xác như là không gọi là loài ảnh hưởng lên sinh vật học nha. Và chính xác là cái này chỉnh lại đi. Bởi vì những hoạt động của con người thì những loài này có thể bị mất đi, hay là sự mất đi của những loài này có thể dẫn đến suy giảm về sinh vật học, biodiversity. Rồi Linh cũng chỉnh tiếp nè. Biodiversity decrease bởi human. Đa dạng sinh vật học là đa dạng nhiều loài nghe. Thì ở đây em viết hơi ngược. Hoạt động của con người hay ảnh hưởng tiêu cực lo con người dẫn đến mất đi những loài đang gặp nguy hiểm, chứ không phải là gây ra loài nguy hiểm. Cái này có một số bạn luôn đang hiểu lộn qua cái vấn đề là gây ra nguy hiểm cho loài. Không phải nha. Endangered species là đang nói cái loài đó, cho nên mình không gọi là gây ra loài đó nha. Ta hiểu rồi, mà phải chính xác là gây ra nguy cơ tuyệt chủng cho loài đó. Coi chừng lộn đó các bạn. Vậy thì các hoạt động của con người có thể gây ra nguy cơ tuyệt chủng cho các loài đang gặp nguy hiểm, từ đó biodiversity bị giảm mới đúng nha. Ở nhiều người thì hơn crocodile to serve the person. Cái này thì ok rồi. Habitat destruction. Giỏi nè. Đây bên Như biết cái này. Threaten the extinction. Existence đúng không nè. Rồi ok. Tốt. Decrease in biodiversity hoặc là decrease in biodiversity. Rồi vậy thôi, xong rồi nghe các em. Bữa sau thứ năm đúng không? Thứ năm có thể là mình sẽ cũng tiếp tục học từ vựng, học thoải mái thôi để cho nó đỡ nhức đầu. Đỡ giống như là mình vô cái khuôn bài essay thì nó sẽ mệt hơn. Thì cho tiếp học từ vựng để các em mở rộng ra ha. Thì có thể bữa đó mình vẫn học từ vựng. Rồi tuần sau nữa là mình sẽ học qua một cái bài lập luận rất là hay của giám khảo. Mình sẽ học cách lập luận ha.
của một bài mang tính chất là xã hội á và công bằng. Bài này rất là hay, nói về lập luận là nhiều. Thì từ cái việc lập luận đó, mốt nó bổ sung cho mình cái cách làm bên bài agree disagree nó thuyết phục hơn. Từ sao mà sao học ha. Còn thứ năm này có thể mình vẫn học từ vựng bình thường nha, cho các em viết nó thoải mái hơn, mình nhớ được từ vựng ha. Rồi, trời lên những bài liền. Rồi vậy thôi, nghỉ ngơi nha. Chúc em ngủ ngon.